Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, thị trường tiêu dùng Nhật Bản đổ dồn sự chú ý vào sự cố nghiêm trọng của hãng dược phẩm Kobayashi. Công ty này đã xác nhận có tới 5 ca tử vong liên quan tới thực phẩm bổ sung men gạo đỏ do công ty này sản xuất. Bên cạnh đó, vụ bê bối này cũng gây tác động lớn tới hàng chục ngàn doanh nghiệp có liên quan, biến đây trở thành một trong những vụ việc chấn động tại Nhật Bản. Theo điều tra của ngân hàng dữ liệu Teikoku, vụ bê bối thực phẩm men gạo đỏ của Kobayashi Pharmaceutical có thể ảnh hưởng tới 33.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 5.000 nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống. Công ty Kobayashi cung cấp nguyên liệu thô men gạo đỏ cho 255 công ty. Các công ty này điều chế và bán lại cho hàng chục ngàn doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng còn có 3.884 công ty dược phẩm và 3.115 nhà hàng. Liên quan đến vụ bê bối, một nghiên cứu do Hiệp hội Thận Nhật Bản thực hiện và công bố ngày 1 tháng 4 cho thấy khoảng 80% bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty dược phẩm Kobayashi đã đến bệnh viện thăm khám vào tháng 1 vừa qua hoặc sau đó. Người tiêu dùng Nhật Bản hiện hy vọng nguyên nhân đằng sau vấn đề này có thể được tìm ra càng sớm càng tốt. Họ thường nghĩ rằng sản phẩm của một công ty lớn như vậy sẽ ổn và mọi người đều đang sử dụng sản phẩm đó.